Thưa quý vị, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật và hoạt động của nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân. Cụ thể hóa quan điểm đó, Quốc hội và Chính phủ luôn đồng hành trong việc ban hành, triển khai các chính sách hướng đến mục tiêu đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm một cách thực chất, qua đó củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp. Năm 2022 là năm mà những ảnh hưởng của cơn bão COVID-19 tiếp tục gây nên những trở ngại lớn với nền kinh tế xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm cho thấy một cách rõ nét nhất những nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong công cuộc hồi phục và phát triển kinh tế. Với tinh thần vào cuộc từ sớm từ xa của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, kinh tế Việt Nam năm 2022 đã có sự bứt phá ngoạn mục với chỉ số tăng trưởng kinh tế 8,02%, cao nhất trong vòng 12 năm trở lại đây. Các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan có liên quan cùng vào cuộc với nỗ lực tối đa, không quản ngày đêm, xem xét thấu đáo, kỹ lưỡng, để rồi biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết quan trọng với sự thống nhất rất cao. Đặc biệt, cùng với nghị quyết số 30 ban hành năm 2021, việc Quốc hội ban hành nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đã tạo khung khổ pháp lý để Chính phủ triển khai, thực hiện, giúp khôi phục vững chắc hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế. Quốc hội cũng thống nhất thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án bằng nguồn vốn đầu tư công, sơ bộ với tổng mức đầu tư gần 150.000 tỷ đồng, tác động lan tỏa tại nhiều địa phương, kết nối các trung tâm kinh tế, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh. Những quyết sách mở đường, những quyết định bước ngoặt xoay chuyển đó được cộng đồng doanh nghiệp, cử tri ghi nhận. Trên cơ sở các kiến nghị của các bộ ban ngành cũng như Chính phủ, thì Quốc hội cũng rất là kịp thời để mà giải quyết những các cái vấn đề mà tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cũng như cho người lao động. Đấy, ví dụ như là các cái nghị quyết của Thường vụ Quốc hội chẳng hạn, của Quốc hội chẳng hạn về cái tài khoá chẳng hạn, đấy thì đây là một cái mà chúng tôi đánh giá cũng rất là cao và nó đi vào lòng dân và cũng được nhân dân rất là tin tưởng. Người dân vẫn đang rất là tin tưởng vào cái sự điều hành của Chính phủ và cái sự đồng hành của Quốc hội với Chính phủ trong cái quá trình điều hành kinh tế vĩ mô của đất nước, trong cái quá trình tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp để làm sao cho chúng ta có một cái sự tăng trưởng tốt nhất. Những kỳ họp bất thường đã trở thành hoạt động bình thường nhằm đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách, cấp thiết của thực tiễn. Ngay đầu năm 2023 này, tại kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội đã xem xét thông qua nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là đề án quy hoạch với nhiều nội dung chưa từng có tiền lệ, tạo ra hành lang pháp lý cụ thể hóa và triển khai chiến lược phát triển kinh tế xã hội được Đại hội Đảng lần thứ 13 thông qua. Những quyết sách của Quốc hội và hành động của Chính phủ đã đem lại những giá trị to lớn và phát huy trong thực tiễn vì luôn đặt người dân ở vị trí chủ thể, vị trí trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển. Đây là một cái sự tiếp sức rất kịp thời của Đảng, Nhà nước ta mà thể chế hóa bằng các cái quyết sách, bằng các cái luật, các cái nghị quyết của Quốc hội. Dư luận của xã hội nói chung, của nhân dân, cử tri và các cái cộng đồng doanh nghiệp trong ngoài nước thì đều hoan nghênh, đồng tình, đánh giá cao những quyết sách của Quốc hội, của Chính phủ trong thời gian vừa qua. Và cũng có cái mong muốn là mọi cái hoạt động của hệ thống chính trị nói chung cũng như của Quốc hội thì cần phải tiếp tục đặt người dân và doanh nghiệp vào cái vị trí trung tâm một cách thực chất. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhiều lần nhấn mạnh về vai trò chủ thể của nhân dân khi ban hành thực thi chính sách. Việt Nam đang tiến hành xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xuyên suốt quá trình này, chúng ta lấy con người làm trung tâm, chủ thể, là động lực, mục tiêu cho sự phát triển. Trong những ngày đầu năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 theo nghị quyết của Quốc hội với tinh thần đoàn kết kỳ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả, chung sức đồng lòng, quyết tâm hành động cao nhất như tinh thần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh, tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng,
dọc ngang, thông suốt, tạo nên sức mạnh tổng hợp, sự đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Theo báo cáo nhanh của Bộ Tài chính, tình hình giá cả thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão diễn ra bình thường, không phát sinh bất thường về giá cả. Bộ Tài chính nhận định giá cả dịp Tết ổn định do các hoạt động sản xuất, dự trữ nguồn hàng phục vụ Tết đã được chủ động triển khai từ trước. Lượng hàng hóa dồi dào đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết của người dân. Bên cạnh đó, một số siêu thị lớn được hoạt động xuyên Tết nên đã bảo đảm nguồn hàng cung cấp ra thị trường không bị gián đoạn, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá đối với hàng hóa tiêu dùng thiết yếu. Một số mặt hàng có ghi nhận tăng giá nhẹ là các mặt hàng phục vụ nhu cầu thờ cúng và tiêu dùng trong Tết như là rau củ quả, trái cây và thủy hải sản. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, tính cả năm 2022, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam cán đích 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 34% so với năm 2021. Đây cũng là lần đầu tiên ngành hàng cá ngừ đạt giá trị xuất khẩu tỷ đô. Kết quả này đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu 11 tỷ đô la Mỹ của ngành thủy sản trong năm 2022. Các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam đã xuất khẩu sang 99 thị trường trên thế giới. Trong số đó, Mỹ, Liên minh châu Âu EU, các nước trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Israel, Thái Lan, Ả Rập Xê Út, Nga, Philippines và Ai Cập là các thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn nhất của Việt Nam, chiếm 92% tổng giá trị xuất khẩu. Sau kỳ nghỉ Tết, các doanh nghiệp, đặc biệt là các ngành sử dụng nhiều lao động như là dệt may, lại lâm vào cảnh thiếu lao động. Việc thiếu hụt này khiến cho các doanh nghiệp phải đau đầu khi mà các đơn hàng đã ký phải hoàn thành theo đúng thời hạn cam kết. Vậy làm thế nào để doanh nghiệp thu hút lại được số lượng lớn lao động đã trở về quê, quay trở lại làm việc? Sau đây là ghi nhận của chúng tôi. Mặc dù đơn hàng giữ mức ổn định, nhưng vấn đề nguồn lao động sau Tết vẫn luôn được các doanh nghiệp may mặc này quan tâm đặc biệt ngay từ dịp cuối năm. Đó là những điều chỉnh nguồn tài chính hợp lý và ưu tiên những chính sách đãi ngộ cho công nhân. Đối với người lao động khi làm việc tại đây thì ngoài cái lương thưởng thì người lao động còn có nhiều cái phụ cấp khác, ví dụ như là phụ cấp chuyên cần này, phụ cấp xăng xe này, phụ cấp nhà ở và các loại phụ cấp khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Nhiều doanh nghiệp đã cố gắng duy trì các giải pháp như tăng tiền lương, thưởng, tặng vé xe, tổ chức chuyến xe đưa đón người lao động quay lại làm việc đúng lịch. Điều này giúp cho người lao động thêm gắn bó và có trách nhiệm hơn với công việc. Qua nắm bắt từ các đơn vị báo cáo về ấy, thì hiện nay hầu hết các doanh nghiệp mà cũng dù rất là khó khăn nhưng với một cái tinh thần là cùng với người lao động và để giữ chân người lao động thì hầu hết các doanh nghiệp đều có một cái lương tháng 13 dành cho người lao động. Các cái doanh nghiệp hiện nay vẫn tiếp tục duy trì đơn hàng và đảm bảo được các cái quyền lợi cho người lao động. Các doanh nghiệp cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong cái nửa đầu năm 2023, quý 1, quý 2. Và chúng tôi mong muốn là sau cái vào khoảng quý 2 thì khả năng phục hồi đơn hàng sẽ quay trở lại. Về qua trao đổi chúng tôi thấy các nhãn hàng, các cái đối tác vẫn mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam. Cho nên chúng tôi hy vọng rằng là tình hình trong sau tháng 3 nó sẽ sáng sủa hơn. Và cái tình hình thế giới cũng sẽ được cải thiện và nhu cầu việc làm và đời sống cũng như là cái mức thù lao cho người lao động sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Thực tế đã chứng minh trong hơn 2 năm qua, việc thực hiện tốt chính sách lương thưởng và chế độ phúc lợi trong dịp Tết đóng vai trò quan trọng trong việc giữ chân, thu hút người lao động đối với doanh nghiệp. Người lao động có chỗ làm ổn định, còn doanh nghiệp cởi bỏ được gánh lo thiếu hụt nguồn nhân lực sau mỗi kỳ nghỉ Tết dài ngày. Thưa quý vị, đã có không ít cổ phiếu của doanh nghiệp yếu kém nhưng vẫn niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Những cổ phiếu kém chất lượng này thực hiện đủ các chiêu trò tăng khống vốn điều lệ trước khi niêm yết và làm giá, thổi giá cổ phiếu để thu hút dòng tiền của nhà đầu tư. Cổ phiếu rác thực chất là những cổ phiếu không đủ tiêu chuẩn được niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, bằng đủ các chiêu trò như tăng khống vốn điều lệ, làm giá, thổi giá, mà các cổ phiếu này đã ngang nhiên lên sàn giao dịch chứng khoán, gây thiệt hại không nhỏ cho các nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán mà có quá nhiều đội tạo lập và làm giá và lũng loạn thị trường ấy, thì nó còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của thị trường trên phương diện là đối với các bạn bè quốc tế và đối với các quỹ đầu tư nước ngoài, thì họ cũng sẽ chọn phương thức là họ đầu tư ít hoặc là họ sẽ ngừng cái rót vốn vào thị trường Việt Nam. Các đội lái hiện nay ấy, chủ yếu là họ gây thiệt hại cho những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm
đặc biệt là 2 năm nay khi lượng nhà đầu tư F0 tham gia thị trường là lớn, thì là cơ hội cho các đội lái họ có thể bán cổ phiếu của mình, có thể upo các nhà đầu tư mà non trẻ thiếu kinh nghiệm. Các hành vi thao túng thị trường chứng khoán bị phát hiện tại thời điểm hiện tại đã có quy mô lớn hơn với sự tinh vi trong tổ chức. Các cổ phiếu được nhắm đến thường là các cổ phiếu vừa và nhỏ với thị giá thấp, cơ bản kém, được đẩy lên với mức giá cao, thường là tăng từ 5 đến thậm chí là hơn 100%, sau đó mới xả hàng và gây thiệt hại rất lớn cho các nhà đầu tư đến sau. Chúng ta có những chế tài mà hiện nay phạt theo cái hình thức phạt tiền thì nó cũng rất là thấp và nó bị khống chế ở một cái mức nhất định. Trách nhiệm về gọi là hình sự, nếu như anh vi phạm thì xử phạt đến cái mức nào cũng cần xem xét, để từ đó các cái cơ chế xử phạt nó phải mang tính răn đe, để những cái đối tượng mà có ý đồ thao túng thị trường thì phải suy nghĩ nhiều lần trước khi thực hiện. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã hoạt động được hơn 20 năm và đóng góp khoảng trên dưới 30% vào việc cung ứng vốn cho nền kinh tế. Năm 2023 là một năm mà chính phủ cùng các bộ ngành đặt mục tiêu làm lành mạnh thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp nhằm thu hút dòng tiền của các nhà đầu tư. Nhiều chuyên gia cho rằng thị trường chứng khoán cần tăng tính minh bạch và giám sát, đặc biệt là hành vi thao túng chứng khoán phải được đẩy lùi. Để làm được điều đó, các cơ quan quản lý cần vào cuộc thực hiện thanh tra toàn diện để loại bỏ những cổ phiếu kém chất lượng, siết lại các quy định, tiêu chuẩn niêm yết, quyết liệt loại bỏ các cổ phiếu không đủ tiêu chí khỏi sàn chứng khoán, mang lại niềm tin cho nhà đầu tư. Tiếp nối chương trình, Tết thầy cô, Tết tri ân. Những đóng góp của nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến. Thưa quý vị, mỗi dịp Tết đến xuân về, câu nói dân gian mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy luôn được người Việt ghi nhớ nhằm tỏ lòng biết ơn công sinh thành dưỡng dục, truyền dạy kiến thức của cha mẹ thầy cô. Trong đó, tôn sư trọng đạo, hiếu kính thầy cô luôn là truyền thống đáng quý từ bao đời nay của dân tộc. Không chỉ là bài học được răn dạy từ thuở nhỏ, đạo lý ấy cùng hình tượng thầy đồ khăn xếp áo the và tục xin chữ đầu năm đã trở thành một trong những nét đẹp tiêu biểu trong đời sống văn hóa tinh thần của nước ta mỗi dịp đầu xuân. Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ, bên phố đông người qua. Qua mỗi mùa Tết, hình ảnh ông đồ trong tác phẩm cùng tên của thi sĩ Vũ Đình Liên lại càng thêm phần lắng đọng, giàu cảm xúc. Giữa bạt ngàn khái niệm về công nghệ, tự động, hiện đại, những nho sĩ thầy đồ vẫn ở đó như minh chứng sống động, chân thực cho nét tinh hoa, tinh xảo mà chỉ đôi bàn tay của một tâm hồn đầy tinh tế mới thảo vẽ nên được. Chữ nho đẹp không chỉ ở nét mà còn ở thần, như học trò đi tầm sư học đạo, cũng không chỉ tìm lấy kiến thức mà còn học ở người thầy những đạo làm người. Cũng bởi vậy mà qua bao thế hệ, như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói, nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Người thầy cũng là một người cha, nhưng mà là truyền dạy những đạo đức, những chữ nghĩa này khác cho mình thì là mùng 3 đi tế thầy. Thầy đã trao dạy cho mình những chữ nghĩa, những cái điều đạo đức trong cuộc sống, những nết ăn, nết ở trong cuộc sống và của trong xã hội. Cũng bởi những tâm ý sâu xa chứa đựng qua từng nét chữ, mà đến nay hình tượng thầy đồ cùng tục xin chữ đầu năm vẫn luôn là những điều ý nghĩa thiêng liêng đối với nhiều gia đình mỗi dịp đầu năm mới. Cứ đến đầu xuân hay trước đó nhiều ngày, khuôn viên văn miếu Quốc Tử Giám lại nô nức, náo nhiệt hơn thường ngày. Không tìm kiếm những mặt hàng sắm sửa cho dịp Tết, mọi người đến đây để xin chữ thầy đồ. Những con chữ mang thành nghĩa tốt đẹp, nhân văn như phúc, lộc, nhẫn, tài cũng chính là mong ước, tâm nguyện của mọi người cho một năm mới như ý, an khang. Năm nay thì là năm Quý Mão, thì đầu năm thì mình muốn một cái chữ, đó là chữ nhẫn, chữ phúc. Thì trong số đó thì là chữ nhẫn là mình tặng cho mình, mong muốn là năm tới
mình có nhẫn nại, nhẫn nhịn và bình tâm. Còn là chữ phúc ở đây là kính tặng lên bố mẹ. Bố mẹ thì năm nay cũng lớn tuổi rồi, cũng ngoài 70 rồi, vậy nên là muốn là ông bà thì hạnh phúc bên con cháu. Mùng 3 thì gia đình hay đi chúc Tết thầy giáo của bố mẹ, thầy giáo của các con. Thế thì cũng sẽ lên văn miếu để xin chữ để về treo ở nhà. Với mỗi con chữ được viết nên bởi tâm phúc của người cho và sự trân trọng hân hoan của người nhận, tục lễ xin chữ đầu năm sẽ luôn là một hoạt động ý nghĩa, làm giàu đẹp kho tàng phong tục tập quán, đời sống tinh thần của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về. Vâng, thưa quý vị, tôn sư trọng đạo không chỉ được thể hiện qua những giá trị truyền thống như là hình tượng thầy đồ hay là xin chữ đầu năm. Đạo lý đáng tự hào ấy của người Việt còn được gửi gắm tới những người bạn, người thầy quốc tế, nhưng đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết của mình để luyện rèn cho nhiều thế hệ học trò trên giải đất hình chữ S. Và người thầy đặc biệt chúng tôi muốn nói đến lúc này là võ sư người Hàn Quốc Lee Myung-sik, người thầy đã gắn bó hơn 20 năm cho sự nghiệp đào tạo thể thao và võ thuật của Việt Nam. Sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc, chuyên gia taekwondo người Hàn Lee Myung-sik đã sống tại Việt Nam 22 năm và từng mấy năm ông đều ăn Tết cổ truyền Việt Nam. Yêu mến và ám tưởng vốn quý văn hóa truyền thống độc đáo của Việt Nam, nhiều năm qua, huấn luyện viên Lee Myung-sik luôn ở lại Việt Nam ăn Tết cùng gia đình với mong muốn gìn giữ các tập tục giá trị văn hóa dân tộc Việt. Với ông, mỗi ngày Tết đều là một câu chuyện. Theo lời mời của Sở Thể dục Thể thao Hà Nội, năm 2001, tôi sang làm công tác huấn luyện cho đội Taekwondo Hà Nội. Cho đến khi lấy vợ người Việt và có một cô con gái, tôi thấy mình như made in Việt Nam rồi. Người Việt Nam có truyền thống tôn sư trọng đạo. Năm nào cũng vậy, cứ vào những ngày Tết, các thế hệ học trò lại đến thăm người thầy Hàn Quốc Lee Myung-sik. Chúc mừng năm mới và bày tỏ tấm lòng tri ân tới thầy đã truyền dạy kiến thức Taekwondo và cả những văn hóa mang tinh thần của người võ đạo. Với ông Lee Myung-sik, dù hiện nay không còn huấn luyện cho các vận động viên Taekwondo của Hà Nội, nhưng ông vẫn có nhiều thế hệ học trò cũ tới thăm. Và với một người nước ngoài, đó quả là niềm vui, hạnh phúc, không gì sánh được. Thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc của học trò đối với thầy. Và càng phấn khởi hơn khi ông được nghe kể những thành công của học trò và ôn lại những năm tháng kỷ niệm xưa. Trong cái quá trình tập Taekwondo thì em bắt đầu từ năm 2002. Thì được gặp thầy thì cũng không nhiều bằng các anh chị lớn trước, nhưng mà cũng được thừa hưởng rất là nhiều cái kỹ thuật thầy đã mang đến từ Hàn Quốc về cho Việt Nam. Ở trên võ đường thì thầy rất nghiêm khắc, rất chỉnh chu. Khi mà em tập cười đùa là không bao giờ có chuyện đấy cả, rất nghiêm khắc. Sau khi ra khỏi phòng tập thì thầy thay đổi luôn, thầy là một con người khác, rất nhiệt tình, chăm sóc học sinh rất là tốt. Thầy còn rất hay mời bọn em đi ăn uống rất là nhiều nơi. Có thể nói, sự đóng góp của chuyên gia Taekwondo Lee Myung-sik cho thể thao Việt Nam là điều không thể phủ nhận. Với sự giúp đỡ không biết mệt mỏi, ông đã giúp cho nhiều thế hệ vận động viên Taekwondo của Hà Nội và Bộ Công an trưởng thành, đạt nhiều thành tích trên đấu trường quốc tế. Công lao của thầy Lee đã được ghi nhận bằng những tấm bằng khen của ngành thể thao Việt Nam và của Bộ Công an. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán cũng là Tết đoàn viên, là dịp để mỗi người dành nhiều tình cảm, thời gian cho không chỉ gia đình, người thân mà còn cho những người cha, người mẹ thứ hai của mình, những người thầy. Mang trong mình sứ mệnh chồng người, sẽ hạnh phúc biết bao khi những người lái đò thầm lặng ấy được thấy lớp lớp thế hệ học trò của mình khôn lớn và trưởng thành. Đó cũng chính là món quà ý nghĩa quý giá nhất dành tặng cho những người thầy. Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền. Câu hát ấy phải chăng đã trở thành một phần tuổi thơ, là một trong những ký ức tươi đẹp nhất của những người học trò như chị Trần Phương Linh và chị Nguyễn Thị Thu Hà khi họ có cho mình một người giáo viên như thế. Ngưỡng mộ cô giáo Nguyễn Thị Thúy Minh từ khi ngồi trên ghế nhà trường, chính cô Minh đã trở thành động lực, niềm cảm hứng mãnh liệt để hai chị lựa chọn sự nghiệp sư phạm như cách để nối dài chặng đường cô đã đi. Ngay từ những ngày còn nhỏ, ngày còn bé, ngày tôi còn đi học tiểu học, tôi đã rất là hâm mộ những người thầy giáo, cô giáo của mình.
Trong cái quá trình mà tôi trưởng thành thì tôi rất là muốn, trong lòng tôi luôn đau đáu muốn trở thành một người giáo viên để có thể giống như là những người cô, người thầy của mình. Nhìn thấy những cô cậu học trò nhỏ của mình ngày nào lại đang tiếp tục sự nghiệp chồng người, tiếp tục đào tạo nên những thế hệ học trò kế tiếp trở thành công dân tốt, kiến thiết cho đất nước, cộng đồng. Với nhà giáo Nguyễn Thị Thúy Minh, đó chính là món quà ý nghĩa, quý giá nhất. Và một niềm tự hào với cô Thúy Minh, người học trò cũng chính là con gái cô. Cô giáo Trần Phương Linh cũng đang công tác tại ngôi trường mang tên nhà giáo Chu Văn An. Với cách truyền đạt của mẹ tôi và cái truyền thống của gia đình thì làm cho tôi cố gắng hơn từng ngày trong nghề giáo viên. Phải nói là rất là vui, rất là xúc động khi mà ngày Tết được các bạn đến thăm, nhất là những học trò cũ của mình giờ lại trưởng thành mà lại là cũng là giáo viên, là đồng nghiệp, thì cái niềm vui đó nó được nhân lên gấp bội. Và có lẽ tôi nghĩ rằng là không có cái nghề nào hạnh phúc như chúng tôi mà khi mà lại được những học sinh quay trở lại như những đứa con đi xa trở về. Cùng chung niềm vui đầu năm với cô trò nhà giáo Nguyễn Thị Minh tại điểm trường xa nhất của trường mầm non xã Trà Nưa, huyện Nậm Pồ. Các cô giáo ở điểm trường mầm non bản Nậm Đích cũng thay nhau trực, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để mua đồ dùng trang trí, làm những mô hình bánh chưng, cây đào, giúp các trẻ em vùng cao hiểu biết về các phong tục đón Tết cổ truyền của dân tộc và đem lại cho các em một mùa xuân ấm áp. Để cho các con hiểu về các ngày Tết của cổ truyền của dân tộc Việt Nam thì chúng tôi đã không ngại đường xá xa xôi để chúng tôi đi kiếm những nguyên vật liệu, để chúng tôi chuẩn bị những cái bánh chưng này, cành đào để chúng tôi giới thiệu với các con và trang trí khuôn viên nhà trường để các con hiểu hơn về cái Tết cổ truyền của người Việt Nam. Để ngày Tết của trẻ thơ thêm phần ý nghĩa, các cô giáo vùng cao đã dành những tình thương chăm chút cho các em, kể cho các em nghe những câu chuyện, hát những bài chủ đề về mùa xuân. Những ngày Tết cận kề, các cô còn đến tận nhà học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi gia đình, động viên các em sau Tết đến lớp. Tết đến xuân về thì nhà trường phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể của xã cùng với các cô giáo tại địa bản, phụ huynh học sinh và học sinh tổ chức hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng xanh để nhằm giúp trẻ hiểu được ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, nhà trường còn phối kết hợp với công đoàn nhà trường thăm hỏi động viên những cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bước sang năm mới, các cô cũng mong cho cuộc sống của người dân nơi đây bớt đói nghèo, có điều kiện quan tâm đến học tập của con em. Những mong ước và tấm lòng của các cô giáo cắm vùng cao thật bình dị, đẹp như những bông hoa đào mùa xuân đang khoe sắc giữa núi rừng. Thưa quý vị, với sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đặc biệt là sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, năm nay nhiều hộ nghèo nơi biên giới tỉnh Đắk Lắk được đón một mùa xuân ấm áp trong căn nhà mới, tràn ngập tình yêu thương, tình quân dân. Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình vợ chồng chị Hờ Bùi phải ở trong căn chòi trên dãy, không đủ che mưa, che nắng. Năm 2022, chương trình Máy ấm biên cương của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ gia đình chị ngôi nhà mới trị giá 68 triệu đồng. Đây cũng là mùa xuân đầu tiên của gia đình chị Hờ Bùi được đón Tết trong ngôi nhà mới được xây dựng từ tình thương yêu, sự đùm bọc của Bộ đội Biên phòng và các nhà hảo tâm. Gia đình rất khó khăn, có nhà cửa ở, rồi ở trong chòi. Bữa nay nhà nước đã giúp làm cho nhà. Rất biết ơn là Tết năm nay là vui vẻ. Cũng từ chương trình Máy ấm biên cương, gia đình bà Nông Thị Bay đã được hỗ trợ xây dựng và bàn giao căn nhà mới khang trang ngay trước thời điểm đón Tết Nguyên đán. Ở tuổi 70, bà Bay xúc động khi được đón Tết ấm cùng gia đình trong căn nhà mới. Tôi mới được căn nhà ở từ bao nhiêu năm mơ ước thì bây giờ đã được như ý muốn rồi thì tôi rất là mừng. Cảm ơn các cấp chính quyền trung ương, từ trung ương đến địa phương.
Từ năm 2018 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã kết nối với các nhà hảo tâm, xây dựng và bàn giao 22 căn nhà mái ấm biên cương. Đây là việc làm ý nghĩa, thiết thực đối với bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới. Cái ý nghĩa chương trình này để lo cho người dân yên ấm, yên tâm bám trụ nơi biên giới. Có nhà, có cửa thì sẽ bám trụ biên giới và sẽ xây dựng cái quê hương khu vực biên giới mình ngày càng giàu mạnh để tham gia vào cái việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia. Những mái ấm biên cương được trao trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc càng thêm ý nghĩa, thắm đượm nghĩa tình dân quân. Đây là động lực to lớn để các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống và cùng chung tay với Bộ đội Biên phòng bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Thưa quý vị, một mất mát to lớn đối với nền sân khấu điện ảnh nước nhà là thông tin nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến đã qua đời do tuổi cao sức yếu vào chiều ngày 22 tháng 1, tức mùng 1 Tết, tại nhà riêng. Sự ra đi của ông đã để lại nhiều niềm tiếc thương cho nhiều thế hệ đồng nghiệp cũng như công chúng yêu sân khấu nước nhà. Nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến hoạt động nghệ thuật từ năm 1954, khởi đầu với một số vai diễn hề gậy, hề chèo. Nghệ sĩ nhân dân Thế Lữ và nghệ sĩ nhân dân Đào Mộng Long đã phát hiện ra năng khiếu trời phú của Trần Tiến nên khuyến khích ông đến với kịch nói và sau này là điện ảnh. Năm 1961, ông học khóa diễn viên trường nghệ thuật sân khấu. Nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến là diễn viên của nhà hát kịch Trung ương đến năm 2012 thì nghỉ hưu. Năm 1997, nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến được nhà nước tặng huân chương lao động hạng nhất và là nghệ sĩ gạo cội của sân khấu kịch Việt Nam. Ông là một nghệ sĩ rất là đặc biệt ở trong cái làng sân khấu Việt Nam. Từ hồi mà chúng tôi còn nhỏ thì chúng tôi đã xem những cái vở kịch của nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến. Ở ông tập hợp một cái tố chất của một trí thức Hà Nội. Ông vừa diễn những vở chính kịch rất hay. Ngày xưa chúng tôi nhớ là xem cái vở Chuông đồng hồ Kremlin ấy, ông diễn phải nói là thật sự là vô cùng là ấn tượng. Nó sâu, nó để lại cho người ta nhiều những cái điều phải suy nghĩ sau khi xem vở kịch ấy, chứ không phải để thuần túy là giải trí. Trong sự nghiệp nghệ thuật, ông được biết đến với những vai diễn như Đại Cát trong vở Quẫn, Đế Thích trong Hồn Chương Ba Ra Hàng Thịt, Hoài Nghi trong Chuông đồng hồ điện Kremlin, Cố Vấn Ái Tình trong Kén Rể. Sự ra đi của ông được coi là một sự mất mát lớn của ngành sân khấu Việt Nam nói riêng và ngành nghệ thuật nước nhà nói chung. Đến đây thì chương trình thời sự 45 phút chiều của Truyền hình Nhân dân cũng xin được dừng lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chúc quý vị khán giả có những ngày nghỉ Tết vui vẻ bên người thân. Thân ái chào tạm biệt.